hồi đó tôi đào tôi trang trải là không có đụng cái gì hết à. À, chừng nào múc cái này lên là mới nó đụng à. Ký kilo hơi một ký đó hả? Nó đặt ở trong luôn á, ngộ đều mà ngộ mà nhúng nước mà nó càng nhúng nước nó càng đen à, rồi. Bước lên thang vlog xin được phép mến chào của chú chị cùng quý vị. Hiện tại hôm nay Bước lên thang vlog có mặt tại An Giang, hôm nay đến đây cũng được cái anh bạn giới thiệu của chú chị. Ở đây có một ông lão đào được một cái cũng như là mẹo văn âm của chú chị và hai ông kê thì màu đen, toàn bộ màu đen hết ha. Thì hôm nay đến đây chia sẻ câu chuyện này, không biết câu chuyện này như thế nào và tại sao nằm dưới lòng đất, nằm dưới lòng đất bao nhiêu năm, thì mời cô chú chị cùng theo dõi. Nhà của ông Sáu và cô chú chị nghe nói ông Sáu thôi chứ mà chưa biết ông Sáu lớn tuổi hay là không thì mình cứ gọi là ông Sáu đi. Nói ông Sáu ở ngoài vườn quá thì để mời cô chú chị cùng đi theo ra vườn, mình gặp ông Sáu rồi mình sẽ hỏi những câu chuyện về hai cặp kê và một cái tượng mèo quan âm như thế nào. Ông Sáu là cái đồ sở hữu ngày xưa hay là cái đồ Sáu đào lên của chú chị ha? Nghe nói đào lên được á. Ủa đi nào ta, đi đường ở đây luôn hay gì? Chia qua người đi bên đi. Ở bên đó có xịn không? Ở bên này xịn dữ lắm luôn. Ông Sáu ơi, ông Sáu. Ô vườn chanh hả? Sáu ơi, Sáu đâu mất tiêu rồi ta? Sáu ơi, chào Sáu ngoài gì kìa. Dạ ông chào Sáu. Ủa đang làm gì đó? Đi thăm vườn hả? Ôi ông Sáu trồng ớt đây, trồng ớt nè. Ủa ớt này trồng bao lâu mà nó đẻn đẻn chứ ông Sáu? Trồng cũng lâu rồi mà tại mưa đó. Mưa cái đầu lên dãy phèn lên cái đầu nó không lên. Rồi cái vườn ông Sáu cũng rộng quá, bao nhiêu hecta ông Sáu? Gần 4 công cắt, 4 công nhà nước, hơn 4 công nhà nước. Sáu. Ủa chứ mình bị gì mà mình chống gậy? Không có gì đâu, lấy cái thiệt. Rồi chú Sáu mình ngồi chút đây chút xíu nè. Giấc này cũng không có nắng, chú Sáu ngồi, ông Sáu mình ngồi đây chút xíu đi. Sáu năm nay nhiêu tuổi rồi? 61 tuổi rồi. 61 tuổi ha. Con nghe nói là Sáu đang sở hữu được cũng như là hai em gà và một mẹ con âm đúng không Sáu? Ông Sáu có nghĩa là đang sở hữu được là hai em kê á, là hai con gà và một mẹ quan âm có đúng không? Là như thế nào ông Sáu có thể cho con được hiểu rõ hơn không Sáu? Thì làm trồng ba đồ nè, cái trò trộm này nè. Dạ. Yeah. Đào đồ đó, cái trồng đó gặp cái tôi đào trồng gặp cái đầu tôi đem về tôi rửa rồi để coi chơi vậy. Ủa là như thế nào Sáu? Có nghĩa là mình đào dưới đất mình dính hả? Đào nè, cũng như đào nghe cho chanh. Đâu chỗ nào đâu Sáu? Đâu đây con lại đẩy đi coi. Đưa đào trồng cái bự ớt này nè. Dạ. Đây nè. Cái vừa gặp chỗ này một con. Cái đâu đây nè, tôi đào ba cái này, chỗ này nó cũng đào gặp nữa nè. Ồ, có gì làm đào mình trồng vừa mình gặp mấy ông dưới đây hả? Xung quanh đây nè, có trồng này nè. Trời ơi. Và được ba ấy đó. Màu gì ông Sáu, màu vàng hay là màu đen hay là màu trắng Sáu? Màu đen. Ủa toàn là màu đen hết luôn à? Đen mà nghĩa là đen quyền luôn hay là đen nhạt nhạt Sáu? Đen như nãy đen gì đó. Con hiểu rồi. Vậy là hồi xưa chỗ này ngay chân chỗ này là một cái đất ruộng của mình đúng không? Cái này hồi xưa là cái gò. Dạ. Yeah. Cái gò có cái lùm ở trong đó. Đây cái gò nè. Rồi cũng có cái đường mương nữa, đường nước ta ấy xả ra đó. Dạ. Hồi đó rồi cũng như là cũng có cái đường mương bự lắm. Chỗ này chỗ cái gò cái múc hai bên nó múc thảy đây nè, tôi cũng múc nó đâu có múc sâu đâu. Vậy là mình múc lên mình trồng bông súng ở dưới. Rồi mình múc lên đây mình thảy đất lên đây. Rồi trong cái thời gian mà thảy đất lên đây mình không biết có những cái vật gì dưới đây. Rồi mình mới trồng những cái cây ăn trái này, rồi mình đào mình mới gặp được mấy ổng. Rồi. Ngoài mấy ổng có ông Sáu còn gặp được gì nữa không Sáu? Gặp đá đồ trong chứ không có gì hết á. Vậy là xưa chỗ này là cái chắc cái nhà chỗ này rồi. Đúng rồi. Đá với gì cà gàn cũng có, gạch cũng có, tùm lum cho. Sáu gì đây bao nhiêu năm rồi Sáu? Bằng 36 năm mà. 36 năm. Đúng năm rồi. Vậy là hồi xưa chỗ này cái nền ngay chân chỗ này là một cái nhà cổ cho hình chỗ này luôn rồi. Bây giờ ông cháu mình vô, ông Sáu có thể cho con chiêm ngưỡng được hai ông kê và mẹ quan âm ha. Rồi ông cháu mình đi vô ha. Rồi.
rồi đi 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 ông Sáu. À, vậy đó múc lên vậy đó rồi thấy mình chỗ đất lại cái mình đào cái gạch ổng á. Có duyên quá. Rồi hôm gà ông Sáu đem cắt hả? Chưa có tính rửa để lên trang thờ cho mẹ ổng hay sao không? Chưa, mình đâu có biết gì đâu mà thờ. Dạ. Tại vì con cái dưới nó có mẹ Quan Âm trong đó nữa. Vậy là lâu mà có chừng ở đây còn đồ khổ gì nữa. Thì đó. À, mình đâu biết làm sao biết được nó vậy. Dạ. Có một sáng múc lên kiếm rồi dạ. Thì múc lên đây từ ở dưới cái hầm này nè, một cái ao ở dưới đất liền rồi múc lên đây hết trơn rồi. Thì thế nào là con mẹ ổng cũng nằm trên đây. Thì ông Sáu trồng cây ăn trái thế nào thời gian sau ông Sáu cũng được muốn gặp nữa, thế nào ông gặp nữa. Dạ. À, bây giờ con rất là nôn nóng lên xem những cái món giặt nó như thế nào. Rồi lên cầu thang thấp dữ vậy. Lên anh em lên lên với tấm mặt không sao. Cái nền này nó thấp nè. Dạ. Thấp tút dữ. Như là xưa là chỗ này chắc lâm địa lắm, mình gì đây không. Đây tặng lâm không màu đó, lâm rồi không á. Cái đồ có gì đâu. Sao ở cái nền không những sao? Tôi rồi còn tôi với bà. Đây nè, đây nè. Bà đi móc lúa rồi. Đây nè. Mấy món này chứ không sao. Thôi vô đây, ông Sáu vô đây ngồi đi, ngồi đây cho nó được chắc á. Để sao được. Đúng rồi, đây không có cho nắng, đem cắn trong già nắng chút. Ủa, ông Sáu đập cái hả? Đập ra con thử kìa. Sao đập cái gì? Đập ra coi thử coi cái gì không. Rồi, hai ông với một mẹ Quan Âm luôn kìa. Ủa, chắc các liệu bây giờ là ông Sáu lúc về gì chưa thử, chỉ là đập coi thử thôi. Đập coi thử cái gì trống thôi hả? Chứ là chưa có gì hết trơn á. Đập coi thử thôi, chưa biết cái gì trong đó. Chưa biết gì trong đó. Những cái món đồ này nè, để cái xác này. Coi nè món đồ nè, cũng như là mẹ Quan Âm nè. Bây giờ coi mẹ Quan Âm trước đi ha. Mẹ Quan Âm nè. Nhìn thấy rất là sắc sảo luôn, hình như là bằng một cái loại nhựa gì á, chứ cái này là mình suy nghĩ là chắc không phải là bằng sành, bằng sứ hoặc bằng đồng đâu ha. Đúng rồi, này đen nè, đen chừng nhựa ha, nhựa bên Hoàng Đại ơi. Nhưng mà nhựa thời xưa làm gì có bắt cái nhựa đó ta. Đúng rồi. Ông Sáu qua ngồi đó đi sao. Nhựa đó. Dạ. Đây kìa. Ông gà này nằm sắc sảo đấy nè. Đây nè. Ồ, nặng cũng nặng lắm chứ. Nặng. Mà hai ông gà quay có hướng một à? Nhìn qua có hướng một à? Từ hồi lúc mình đào được cái này là bà con ta có biết không sao? Chưa, không ai biết. Tôi nhậu cái rồi. Rồi cái anh em ở đây không ai. Trời, con cháu không biết gì đâu. Dạ, rồi kêu có em đâu. Rồi anh em tôi kêu cho nó mượn con, nó chắc đi hỏi người ta. Tôi nói không, thôi đi, ai lên đây chờ, để mà chờ, ông cho đi dắt đồ. Mà đặc biệt ở dưới chân của mấy ông kê đây nè, hai ông kê này là có những cái đồng tiền dạng như là đồng tiền phong thủy nè, hai ông hai bên. Ông Sáu chơi gan luôn, là có nghĩa là đập một ông xem thử ở trong như thế nào, mà không thấy cái gì trong đó chứ ông Sáu. Không thấy gì hết. Coi đi. Con này có khoảng là cầm lên tay có khoảng là 600 gram à. Nó nặng lắm á. Cũng nặng nè. Không. Có cái cầm kìa. Trên 1 kg à. Không, cái này nặng à. Có cái cầm đó. Thử rồi. Ông Sáu là cầm thử luôn. Cầm thử sao? Sao đây cầm là đẹp Sáu. Hãy lên cầm thử. Cầm này nặng Sáu đang nó nè. Thử rồi. Dạ. Thử rồi. Ký. Thôi, 1 kg đó hả? Tao ông Sáu cầm mẹ Quan Âm hay được như ông Sáu. Bữa nay mạo phạm bắt mẹ Quan Âm lên đây cái căn hơn nửa ký quá. 600 hả? 600 gì chỉ con gà là ông nặng à. 600 phải không? Những cái chày này là mình lấy đồ mình phét không sao? Tôi lấy đồ tôi khử rồi. Thử coi thử đó ha. Coi trong kia nó có vàng trong kia là sao. Lỡ mà có vàng cái mình vô luôn rồi. Mấy ngày không sao? Nó đọc thôi cũng hơn tầng 2 tầng này à, không có mới đây à. Vừa là mới đây ha. Mới đây à. Mới phát hiện lộn được, lộn mấy ông được cũng mới đây à. Nhưng mà cái đất của mình hồi trước đó là chỗ cái này là có cái nền nhà nào ở chưa? Có gò rồi vậy lắm chứ mình hầu đất sắp đó về đây là mình ở cái gò đó đó.
không dám mở, sợ gắn gít nữa. Dạ. Rồi mình mới bàn xuống nha. Ờ, không không có bàn. Mình đổ đổ, đổ lùm. Dạ. Đổ lùm. À đắt chỗ khác mình trở lại ha. Ờ đổ lùm đổ rồi hết trơn cái mình cái mình cán ra. Ừ. Có khi nào mà ta chở chỗ khác lại lại đây mấy ông này nằm trong đó không ta? Không, lung trong kia. À lung ngoài 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 ruộng luôn ha. Ờ ngoài ngoài. Còn này cái gò. Trang mình trang. Dạ. Hồi trước đó là cái nền nhà của chú Sáu là có cái nhà nào cắt trước đó nữa chưa? Trước ba chục năm về trước á. Mấy chục năm về trước thì tôi không không có cắt trên đó. À. Cắt mà đường này không à. Cắt đây không à. Trên lộ, trên lộ bị nó lúc mưa nước lên lúc bà thấy mình đâu có cắt dưới ruộng được. Dạ. Yeah. Lúc bà thấy luôn đi chạy ra ngoài kinh hỏi ở vậy. Mà theo như ông Sáu nè, mình xem cái những cái đồ này là đồ hồi xưa hết, đồ bây giờ làm sao? Này tôi không biết luôn, không không rành luôn. Từ nào thì tôi không biết cái này luôn. Yeah. Từ đó là giờ... cái anh còn đã nhìn thấy cái cặp gà không? Thấy để sớm giờ thấy để cặp gà không? Nó quay góc bên rồi hả? Ừ, mà sao ngổ ta? Khoảng như một hải coi chừng còn thêm hai con gà mái nè. Chứ gì nữa? Nếu còn này còn lắm sáu, nếu mà hai cặp đám tao còn hai cặp gà mái nữa đó. Ờ nếu mà đáng lẽ hai ông hồng hồng mẹ hai bên là hai ông phải quay vô đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hai ông hiện tại giờ hai ông quay ra không à? Cứ ngó ngó mặt qua bên không à? Ông mấy ông ngó mặt qua bên không à? Cái này mới lạ rằng. Ừ. Coi chừng còn nữa đó ông Sáu ơi, bữa nào muốn ghe cuốc á, cuốc thử coi thiệt á. Mà những cái này là chắc làm bằng tay không á, khắc đúng rồi, từng cái gãy luôn nè. Hồi xưa là ông bà của mình á là khéo lắm. Dạ, hồi xưa ông Sáu, chung là ông bà của mình khéo dữ lắm. Dạ, chế độ máy móc cho hồi xưa tặng là bằng tay không à. Hai ông đặc biệt đó là hai ông gà là hai ông gà cồ không? Không có một cái cô gà mái nào trong đây chứ. Ừ. Phải không? Nhìn hai ông. Có cái quái nào còn thêm bên. Còn thêm mẹ qua ngâm rồi thêm hai gà mái nữa không? Ờ dám có lắm à. Ừ. Hay là chỗ cái nhà xưa cũ người ta chỉ trưng phong thủy cái này thôi ta. Không đâu, nếu mà phong thủy kỹ nếu mà có hai con vô con gà chứ. Không. Phải trong mái chứ. Ừ, không có đâu mà mình đưa hai ba ông đưa nghinh gà không à. Từ lúc mà chú Sáu, ông Sáu nè, nhặt được hai em gà này với mẹ Quan Âm nè. Rồi mình thấy có xuông xẻo điều này được kia không sao? Trong gia đình mình có xuông xẻo này kia được không? Không, không có gì á. Cũng bình thường ha. Bình thường. Bình thường như mỗi ngày chứ không có... bình thường gì á. Tại vì còn thấy là ông Sáu... Tôi nói nếu mà bà Quan Âm á, nếu mà bà có duyên với tôi, bà cho tôi thấy tôi thờ bà. Mà ngủ không thấy gì chắc chưa tới gì không thấy giờ thờ. Dạ. chưa biết đâu mình thờ. Không có thờ. Nhưng mà mình phải để ý chứ, mình phải để ý coi mẹ có độ mình được cái gì hay không, mình để ý tùy li tí chút xíu mình mới thờ được chú Sáu. Như công việc làm ăn của mình sao đó. Mình cũng chưa có biết gì hết, chưa có ấy gì hết. để thờ. Rồi sao dự định sao mình có thờ thờ mẹ với hai em gà này không sao? Thời này chưa biết nữa, để rồi coi sao. Mình để mình coi lại mình có dự định mình thờ hay là không ha. Chừng nào nếu thiệt bả có linh thì cho mình thấy mình thờ. Không có thầy đồ lỡ gì cho mình thờ cũng được. Dạ. Chứ giờ mình biết đâu mình thờ. Để coi cho vậy chứ biết đường đâu thờ đâu. Đây là một câu chuyện thật sự của chú chị. Tại một cái vùng quê ở rất là xa xôi thành thị, thì một lão nông tình cờ đi làm vườn đào lên được hai ông kê này với mẹ Quan Âm, chứ không câu chuyện này không có dàn dựng sắp xếp từ ly từ tí nào hết. Tại vì cái đường xá vô đây rất là xa xôi, cũng được sự của một cái anh kia ảnh quay lên, thì anh em ở đây mới tìm thấy được cái clip. Sau thấy nó lạ quá là hai ông kê quay mặt qua hai bên và mẹ Quan Âm ngồi chẳng giữa như vậy nè, thì anh em cũng tìm đến đây để quay chia sẻ của chú chị cùng xem về những cái món vật này. Nếu chú chị nào có biết này làm bằng chất liệu gì thì cô chú chị cho một cái lời bình luận để anh em biết là cái chất liệu gì. Tại vì là không hiểu là chất liệu gì, nhưng mà từ đâu mà từ dưới lòng đất mà nằm ở dưới ha. Đúng rồi. Cái này là theo con á ông Sáu. Con theo con hiểu biết cái ha. Cái này nếu mà gì là từ giá là 70-80 năm về trước ông Sáu.
được cũng lâu quá. Dạ, lâu nè, phải nè, ông Sáu có để ý kỹ không? Đây là cái ông Sáu cũng có rửa sạch cho phải không? Ờ, dơm không được, dơm không được hả? Ông dơm không được hả? Không. Ông dơm mà. Không, mà vẫn nó vẫn còn cái màu mà sét đúng không Sáu? Ờ, tôi trà dữ lắm hả? Dạ, vẫn còn cái màu sét ở trong đó là nghĩa là hai ông cây này là lâu đời lắm rồi. Lâu lắm. Dạ. Thì cái lúc đó ông Sáu lấy lên chắc đắt dữ lắm hả? Đắt không à. Đắt rồi đó, về tôi kêu trà xì bông, cái bông trà dữ lắm, không ra lấy bằng chải vô đánh nữa. Trời ơi, đánh dữ lắm, mấy lần gì đó mới được vậy đó. Đợi cái ông chạy ra tóc dễ chơi. Quá lâu, lâu đời mà. Xem cái mấy ông này là cũng lâu đời đó. Ừ. Nhìn những hoa văn nè, ông lấy những cái hoa văn mà trên mà chỗ mà những cái gọi bằng cái màu của ông á, dưới cái lông của ông á, anh tự lý tí nè. Nè. Sạch sảo ha. Cái này là dẻ đó chứ không phải đâu, dẻ. Không phải khuôn đúc đâu, phải khuôn đài hay lần đâu có khuôn. Cái này nó đặt ở trong luôn này, ở trong nó đặt nào, bây giờ mình muốn rồi. Nó đó lá bể gạch con sáu không đủ gì luôn. Này nó đặt rồi, tao lấy cục hít, ông sáu cục hít không? Đâu có rồi, đâu có biết đi kìa. Quên, phải mình có hết mà đưa nó hết không em? Không đâu, cái này dễ gì? Này đâu phải mà sắt đâu mà hết. Đúng rồi, mình phải đưa vô thử coi. Không, cái này bảo đảm 100% luôn. Lấy cái có cái gì vậy? Cái này đâu phải cục sắt đâu. Mình gõ búng vô hơi đau tay. Cái này bằng cái chất liệu gì? Mình làm gì nè? Cái này không phải xi măng, cái này không phải bằng xi măng. Không. Đó. Nó đặt ở trong luôn đó. Nó đặt. Tôi sợ cái gì trong bụng. Rồi chưa đây mô bạn ha. Cho coi chừng ông có nghe, ông có coi cái sự tích của ông Sáu. Nhiều cái sự tích nhiều khi bỏ dạng trống. Ông Sáu ông Sáu là con mượn mẹ con ông Sáu. Ông Sáu gọi gõ dưới đít gì giùm con cái. Nó đặt ở trong nè. Cái đặt thôi ra, nó đâu nặng không? Được làm sao đừng gọi mẹ nó sao. À, nếu mẹ có linh thiêng thì phù hộ ông Sáu nè. Được cái gì đó thì ông Sáu sẽ thỉnh mẹ lên thờ nè. Nhờ theo con vậy nè ông Sáu ơi, chắc ông cũng có cái duyên á, không có cần gì mà báo mộng ông Sáu thì ông thờ đi tới ha. Thì cái này quả không cần báo mộng, nhiều khi cũng có cái duyên với ông đó. Thì giờ thờ đi nè, đang rửa sạch sẽ đó ông Sáu, bữa nào mà tốt ngày đó mình gian giá mình cúng, mình đưa lên thờ, mình lập chai nhỏ. Dạ, lập chai nhỏ nhỏ ông Sáu. Dạ. Ừ, thờ thờ bà dạ, không ai. Dạ dạ đúng rồi, thờ đâu cũng có duyên ông Sáu rồi đó. Không, nếu mẹ ngoài giờ hai ông kê mà phải thờ ghi đi. Thời phải, dạ thì thường thường là vào Quan Âm á, đâu có thờ chung đó. Hai em thằng kê. Hay mà ông cái hình như là cái ông này nó bự to hơn ông kia đúng không? À đúng rồi. Nhiều cái chân đó. Cái chân nó to hơn, cái màu nó cũng khác nữa kìa. Dạ à, đúng rồi. Cái ớt cái cánh khác luôn đó. Cánh ông này bự hơn nè. Dựng lên hai anh em gục. Ủa cái này nổi hay là chìm sao? Nổi hay là chìm? Chưa biết. Ủa chưa thử ha, bây giờ ông Sáu lấy cái thao thử đi. Mình lấy thao nước cho mình thử nổi hay là chìm sao? Chưa thử nữa. Trời ơi mình chưa. Miếng nó nổi nữa. Sao lấy thao quay, lấy thao thử coi. Lấy thùng bê cho luôn. Bây giờ mình phải thử hết luôn. Miếng nổi nữa là lạ. Cái lạ đó. Chìm quá đồng nổ đâu vậy nổ. Thử con này đây ha. Thử. Dạ. Đồng thử thôi. Ủa chìm. Chìm luôn. Ngắm hết luôn. Rồi bỏ ông gà vô đi đêm sao. Ờ cũng chìm luôn ha. Chìm luôn. Tao bỏ ông này cái lỗi nhiều, ông này mới nổi. Chìm luôn. Ủa chìm vô đó. Ờ vậy là đặt, nó đặt ở trong đúng không? Đặt ở trong nổi. Nó đặt bẹo luôn á. Rồi ướt luôn, lấy cái đồ lao anh cảnh lấy đồ lao đằng kia kìa. Rồi tắm nhắm luôn. Tắm luôn. Ừ đã cũng đi sao cho luôn. Sao đâu đó trời. Rồi bữa nay là không gà làm sao chưa thử luôn, bữa nay có mình đâu thử luôn đó. Biết đâu rồi. Ôi vô nước đây, bên đây thử luôn kìa. Nó mùng đang mùng lên nước á. Đang mùng. Sao đen hết nãy giờ. Ôi nó đen mùng luôn kìa. Ôi đen hết hồi nãy giờ. Nó đen mà nó luôn, nó đen mà nó bóng luôn á. Trời ông kêu ông thử ông đập thử luôn kìa. Thì lấy rồi dán lại cái màn mình. Tôi là trời. Ôi đang bóng luôn thiệt luôn ta. Đúng rồi, sao kỹ ra. Ôi đẹp hơn nãy luôn nha. Ủa sao nãy đẹp hơn nãy dữ ta. Hả? Sao ngộ đều ngộ mà nhúng nước mà nó càng nhúng nước nó càng đen. Ờ rồi nữa mà. Ủa đổi màu hả? Ờ đổi màu đó. Thôi hay quay sát cho thử coi. Nè, con lấy đồng đổi màu, đồng đổi màu sao kỳ ta. Ủa sao nãy đậu đen dữ ha. Đem ra hết hồng luôn. Dạ. Mà cái màu nó thay đổi nó khác liền nè.
hồi nãy là cái màu nó đen mà nó không có được, nó không được bóng như cũng như là đen, không giống như đen lạc á, nó không có đen đậm như bây giờ. Cái này đen đậm mà nó lại bóng nữa nè, ngắn ngạc nhiên thiệt chứ. Cái này chắc mình không bán nó không sao ha. Để coi chơi Sáu sở hữu được này là như là Sáu là không có chia được cho ai đúng hết. Rồi quý vậy, hai em kê nghinh đầu hai bên, ông này nghinh ông kia là chứ không có cân bằng lại nữa, mà để ngược lại cái nào cũng không nghinh lại chứ. Theo nè đó, hai ông đang kết nhau này đúng không? Hai ông vậy là không, vậy là hai ông này bảo đảm mà dẫn với nhau nè, không còn nào nói chuyện với nào nữa. À, những cái đồng tiền ở dưới này cắt sắc sảo luôn nè, đứng lên những cái đồng tiền nè, đứng từ cái đồng tiền luôn. À cái này còn thêm cái thỏi vàng nữa. Nhận cái này cái nó hồi lần làm khắc sắc sảo quá ha. Cái này không phải bằng khuôn đâu, không có bằng khuôn đâu. Này là bằng tay không nè. Còn nhận lông cũng làm sắc sảo. Quá sắc sảo luôn sao ơi. Em dưới ta. Cặp mắt kìa, ông cứ ông khắc cặp mắt nè. Ông đưa vô khác cặp mắt nè. Mắt ông làm bằng gì ta? Ông cầm mai, em cầm vô đây, tôi chấm cầm mắt đó. Đó. Sao xảo cầm mắt không? Đó. Sao thấy trong chưa? Im quá. Ờ, cầm mắt đẹp ha. Giờ này ông đem ra phơi nắng làm màu khác nữa đó. Ừ. Gàng đắng màu khác, đúng rồi. Cái này mà nấu nước sôi là cái màu khác nữa. Cái nấu nước sôi là cái màu khác, thì nó bốc hơi lên đó. Ủa cái này là gì ta? Ông đẩy xi măng vô hay gì sao? Không có, tôi khử. Nhưng mà không phải xi măng, ông lấy ấy tôi quẹt. Ông coi đi, không phải xi măng luôn. Anh tôi quẹt còn không phải bằng xi măng. Không phải. Nếu xi măng nó chắc đúng không? Không phải. Tôi tưởng đâu xi măng rồi thử khử ra tôi nói đâu. Có thì như xi măng là đây là mình khử là nó chắc nó chắc từ lớp chân rồi. Ừ. Xi măng gõ bể đấy. Đây ha, này ha mấy con mà quay mà up lên ha, rồi ở sớm tờ lại nè, ta coi hoài luôn. Đó, sao không gặp, sao không giấu? Cái chừng đấu giá luôn, không sao rồi. Ủa sao mà anh kia anh hay là anh quay em sao? Thì nó chát thôi. À, chát buộc ha? Chát buộc. Ừ. Ở đây, nó đây nhậu nè, nó đây nè, nhà này nè, nhậu à. Tôi đem ra coi cho nó coi cái rồi. Thằng Trung về, nó, ba nó học lại, cái nó lại nó quay phim lên đó. Hàng gì nó biết chứ mình. Mình đồ mình cũng đâu có biết mình đem mình lụm được á, mình đem cắt đồ lại cũng như cái trĩ anh Sáu mấy con nè đăng lên á, cũng có anh em ta hỏi mua đó, không sao bán không không thôi, ví dụ để nếu mà bán không bán để đó đi, sau này coi ta họ tính bây giờ chưa biết. Dạ chưa biết ha. Rồi bây giờ sau không bán nữa thời sau này để thời gian coi bà mẹ coi có linh thiêng không. À, có linh mình thờ bà là đâu có bán được. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. À, mình có duyên gặp bà cái bà đổ mình sao phải không? À, sao ông ở đây có nền không sao? Tôi ở đây ở miền khu anh em không à? Không, trong gia đình nè. Trong gia đình có tôi, có mình tôi với bà. Bà vợ rồi, bà đi mất lúa rồi. Con đâu sao? Con đi làm cho rồi. Đi Bình Dương cho rồi. Ở trong đây là vùng sâu vùng xa, không có chuyện làm, đi Bình Dương làm. Thôi thì quay ông Sáu lên hình nè, dí cái những cái món đồ này lên, cái con nó gặp trời, bữa nay ba tôi lên Bình Dương nữa. Hàng ngày mình làm gì sao em? Làm đâu, làm đi làm mướn ăn không? Theo làm vườn đó, là ra làm vườn đó. Với tôi ở nhà sang coi ba cái vườn. Dạ. Làm gọt vẹt trong nhà, tôi giờ đâu đi làm thấu ở ngoài đồng đó. Dạ. Dạ. Nãy giờ quên hỏi chú Sáu nữa. Chú Sáu nữa. Cái lúc đầu tiên á mình đào lên như nào, rồi mình đụng, rồi mình có cảm giác như thế nào, mình moi lên rồi mình gặp mấy ổng, mình cảm giác như thế nào sao? Không có cảm giác gì đó. Đụng đó cũng như đụng đá hay thôi. Cái moi lên vẫn có cái lỗ mình cầm đồ thôi. Mới lên trời ơi, thấy lạ khử lên luôn. Muốn như đây mình có hết hồn vậy không sao? Không có gì, không có giật mình, không có gì hết trơn luôn. Mình khử lên cái bên khử lên rồi giờ khử lên cái để đó, coi lật qua lại cái để đó. Mình cứ tưởng như đồ ngủ của mấy đứa nít chơi ha. Vậy đó. Mà ai ngờ đâu được một cái món thứ hai là mình thấy mới lạ. Cái tôi đào cái thấy cũng ba ấy rồi, tôi bỏ thí rồi. Cái vợ tôi đi đồng gì à. Tôi nói đào được ba cục vàng kìa. Nó ở đâu? Trong đó đó. Vô đấy đi. Cái bà vô gặp bà cục bà này, cái bà sách vô. Sách vô nó tờ cái này đem vô làm gì? Thì
để bả mẹ đi để làm gì vậy? Tôi nói đó, cái bả nó trợ cái này dạng đó. Bả nói gì là bả rửa đồ dữ lắm, được chị. Đối với tôi không biết, tôi từ nào giờ mình đâu có biết gì hữu này đâu mà. Yeah. Cũng như nít trên mình co nít á, nó chở rồi nó bỏ thí bỏ đại cho mình cầm chứ, phải không? Yeah. Mình đâu có cầm. Nhưng mà nếu đồ chơi cũng nít chỉ là có một món. Yeah, nhưng mà rồi. Nó không được chất xám như vậy. Nè cái này tới ba món thì mẹ quan âm nữa. Nên cái lúc đầu tiên chú Sáu, ông Sáu đầu trước là tượng ông gà hay là mẹ quan âm ông Sáu? Bà đó trước. À, giờ ông Sáu là giờ con sớm giờ con. Có điện tượng mẹ trước hả? Tượng mẹ chứ bây giờ con gì nè? Ví dụ như nè thì còn nhiều khi á mấy con cũng chia sẻ lên ở quên mô Phật. Nhiều khi mấy con á ông Sáu chia sẻ lên này rồi còn nhiều khi cô chú anh chị á muốn thỉnh mẹ quan âm về thờ á rồi ông Sáu có cho không Sáu? Không cái này mấy con nói thiệt chắc có đó ông Sáu. Cái đợt có được đâu cũng cho luôn. Cho ha. Rồi vậy con cũng cảm ơn Sáu rất là nhiều. Thì mà để sau đời này mới được chứ sau này để tôi lấy mà coi coi bả có linh tôi thờ. Linh tôi thờ. Sau này mới được ha. Ông Sáu sau này còn suy nghĩ lên. Bả linh thì tôi thờ chứ, đánh cho bả đổ tôi chứ. Phải không? Sáu còn suy nghĩ lên nữa. Mẹ thì cầm một cái tinh bình nè. Cái bình nước cam lồ vậy, bình nước cam lồ bị gãy nữa nè. Bị gãy. Hay là ông Sáu ông đào xuống gãy không ta? Không có gãy rồi. Không có gãy rồi, nó cục gì đó. Cái bình đây nè, sát đây nè. Ở dưới đó cần cầm nhìn liệu đúng không? Bên đây thì cầm nhìn liệu lên đây nè. Nếu mà bằng mũ thường thì mình cầm nãy giờ mình có cái cảm giác nhưng mà mình vào nó không chốc luôn nè đúng không? Còn nếu mà mũ nổi chứ. Còn mũ là nổi à. Nó chốc mà này nó không chốc luôn nè. Nhiều khi ở trong đây có để kim cương ở trong đó nha. Nhiều khi ông bà xưa thường thường nha. Không, ông Sáu có không con nói gì, con nói giỡn thôi nha. Ông Sáu đừng có trộn đặt ra hai tội chữ ở đó hay chả. Nhiều khi cũng có đó, ông Sáu đâu có biết được. Mấy ông kia cũng nói là ngày xưa á. Ngày xưa nó mấy người ta nắng vậy đó mà để trong ruột trọng á. Để vào cái gì trong trọng á. Chứ không phải nắng để vậy chơi đâu. Ngày xưa á. Ta áo ngoài ta áo ra vậy thôi chứ còn ở trong ruột á ta để cái gì trong á mình không biết ha, mình đâu có biết đâu. Dạ đúng rồi. Bây giờ kể như gì làm để nguyên gì đi mình cứ đem lên thờ đi, mình để cái đọc ra đây thì không có gì hết vụ ổn dạ đó, dạ đúng rồi. Nói vậy mình đọc ra cái gì là bỏ luôn. Đọc ra bỏ. Thì như đón cái món đồ này phải chừng bao nhiêu năm? Thì theo tôi biết thì biết là còn khoảng 60 năm thôi. Nếu mà còn tôi thấy chắc trên 60 năm không, theo mình sẽ đón thôi. Nếu trên nếu 60 năm á thì tôi về gần 40 năm là có biết rồi. Có biết hay không sao? Mà lúc mà ông Sáu về ngoài hè còn có cũng như thấy có cũng như là gò vậy không Sáu hay là có gò gò. Có gò. Gò mà đặng lâm không? Lâm ha. Đặng lâm không chứ không có ai ở rồi mà lúc ông Sáu về còn lâm không? Còn lâm không trước mà ở cho lâu lắm rồi. Ý là anh đến hỏi nhưng mà không có thành câu. Anh đến nói như là từ lúc trước giờ chú Sáu về, chú Sáu đi tới lui, còn đào tới lui. Rồi mình chưa có đụng gì hết đúng không? Rồi sau này tới cái hầm mà múc lên. Rồi chú Sáu mới đào đụng đúng không? Đúng đúng. Là hiện tại là mấy cái ông này là nằm ở dưới một cái chỗ sâu ở dưới đó. Nằm ở dưới sâu á. Hầu đó tôi đào tôi trang trải là không có đụng cái gì hết. Chừng nào múc cái này mới nó đụng rồi. Rồi từ đây về sau từ sẽ có những món đồ khác nữa. Tại vì là nghe chú Sáu nói là đất lâm hồi xưa là chỗ này là một cái gò thế nào là ở có một cái nhà xưa đúng ở chỗ này. Nhà xưa. Đúng rồi. Nhưng mà nhà có điện chủ đó. Mình nói cái gò là gò hầu đó đó. Dạ. Chứ không phải như giờ gò cao đâu. Giờ gò hầu đó mà nó lúc mà thấy phải gò bây giờ. Vậy là ý là cái gò hồi lần mà cao lúc bà thấy chứ mà cao, cao hơn ta. Cao hơn ta mà bên mà ba cái tượng này còn nằm hì dưới lúc đào lên. Mình tôi trang trải ra. Trang trải biết bao nhiêu năm rồi đó ha. Không bây giờ mới đào lên. Vậy là cũng quá lâu rồi, nói ra cũng lâu lắm. Lắm. Này lâu lắm rồi, không biết nào. Mà như vậy ngặt có cái hay cái là màu đen ha. Chẳng có màu đen. Giờ này nó khô nó đổi màu khác rồi đúng rồi. Hôm nãy lên đó là màu đen xỉ luôn rồi. Thì hôm nay cũng xin phép chú Sáu, ông Sáu chứ được quay cái đoạn clip này. Cô chú anh chị nào có xem được cái đoạn clip thì cho anh em một cái lời bình luận về cái hiểu biết của mình và những cái món giặt là bằng cái chất liệu gì của chú anh chị. Không phải là anh em ở đây là muốn lên cũng như là bốc phốt những cái tượng này cho nó tầm rồi. Cao lên. Tại vì ông Sáu ở đây là đào được dưới từ dưới lòng đất lên chứ không phải mà mua ngoài chợ là gì của chú anh chị.
Rồi thì cũng kết thúc clip, cũng xin chúc cho tất cả cô chú anh chị trong nước cũng như mọi nước thật là dồi dào sức khỏe. Con chúc ông Sáu luôn luôn mạnh khỏe ha. Nếu con cũng giấy là cho bà mẹ độ vô ông Sáu đi, những điều gì đó ông Sáu thỉnh mẹ lên thờ cho Khang Trang một chút cho khỏi nằm dưới lòng đất nữa. Nhiều khi có duyên sao, nhiều khi mẹ nằm dưới lòng đất mấy chục năm rồi ông Sáu có duyên xui khiến sao cái đó môi lên đó. Rồi con tạm biệt ông Sáu ha. Rồi tạm biệt ông Sáu. Cảm ơn ông Sáu rồi.